Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án một số căn ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vị trí cụ thể là tổ dân phố độc lập ngay chỗ phố Lụa nha mọi người. Vị trí của căn nhà cách với trục đường ô tô đi lại chỉ 10m thôi thưa quý vị. Với cái đường ô tô này thì rất là nhiều xe đỗ ngày đêm thoải mái, hai ô tô tránh nhau. Từ vị trí của cái căn nhà đi lại rất là gần, với thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích trên sổ đỏ là 30m, thiết kế và xây dựng 5 tầng hiện đại, ban công thoáng. Và cái giá chào bán của cái căn nhà này là 3 tỷ 150 triệu đồng, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Với căn nhà này, quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 1 tỷ cho tới 1 tỷ 2 tiền mặt thôi là đã có thể sở hữu cái vị trí quá là ok như thế này. Vị trí gần như trung tâm quận Hà Đông nha mọi người. Vị trí thì nằm trong phố du lịch Làng Lụa, đối diện Ủy ban Nhân dân phường Vạn Phúc, cách với trục đường lớn 20m, gần hồ và công viên cây xanh nên là rất yên tĩnh, cao, sạch, thoáng mát, an ninh cực tốt, rất phù hợp cho gia đình trẻ sinh sống. Giao thông thì thuận tiện, gần với trục đường lớn đi vào trung tâm thành phố Tố Hữu và Nguyễn Trãi, gần khách sạn Cầu Am, Bưu điện Hà Đông, chợ Cây Cảnh, vườn hoa Hà Đông và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Khu phố du lịch luôn vui nhộn và sầm uất, trung tâm phát triển gần như là bậc nhất Hà Đông. Với căn nhà này, thiết kế 5 tầng hiện đại, ban công thoáng, mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh vào trong khám phá cái căn nhà này. Xem với cái căn nhà này thiết kế như thế, 3 tỷ 150 sổ đỏ đầy đủ, riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn thì có xứng đáng hay không nha thưa quý vị. Với phần mặt tiền của ngôi nhà thì rất là rộng, mặt tiền từ 3m89 cho tới 4,05m nha quý vị. Mặt tiền lớn, hướng nhà thoáng mát, vị trí gần. Với đây, ở cửa chính của ngôi nhà thiết kế thì là hai lớp cửa, bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện, rất là đẹp, rất là chỉn chu, và bên trong là cửa gỗ lim. Với cái căn nhà hoàn thiện lên 100% đồ nội thất cơ bản đều là nội thất cao cấp nha mọi người. Đó, Ngọc Ánh sẽ review cái căn nhà này, bởi vì ở đây nó còn 3 căn thì sẽ review một cái căn đầu tiên cho quý khách hàng. Với căn nhà hoàn thiện gần như chỉn chu 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với trần thạch cao hiện đại này, theo kiểu giật cấp và hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Với căn nhà này, hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ riêng biệt từng căn, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội nha quý vị. Gạch lát nền kích thước 60-60 hàng granite. Toàn bộ cái màu sơn tông chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền màu trắng, rất là hài hòa và tinh tế. Tiếp theo, mời quý khách hàng khám phá căn phòng bếp của ngôi nhà. Với cái gian phòng bếp đây rất là đẹp. Tủ bếp đây ạ. Chất liệu là gỗ này. Toàn bộ phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ, chất liệu inox 304 kèm theo. Đây, chậu rửa, vòi rửa, đây, phụ kiện bếp rất là hợp lý. Xung quanh bếp là được ốp kính cường lực nha mọi người. Đó, màu sắc rất là hài hòa, mặt bếp ốp đá granite màu đen, kim sa. Với cái gian phòng bếp này rất là hài hòa, rất là đẹp với lại các chị em nội trợ mình nha. Đó, phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, mọi người có thể ngắm nghía từ phía phòng bếp mà đi ra hướng phòng khách. Với căn nhà này mặt tiền rộng cho nên rất là thoáng nha mọi người. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà được thiết kế toàn bộ là gỗ lim cao cấp. Mặt bậc của bậc được ốp đá đen trắng, rất là hiện đại nha mọi người. Đó, mời khách hàng lên tầng 2 cùng em nha. Và quý vị ơi, ở trên tầng 2 của ngôi nhà này thiết kế như sau: phòng ngủ hiện đại master nha mọi người. Phía phòng vệ sinh ở phía bên trong và căn phòng ngủ vô cùng rộng. Đồng thời là cái căn phòng ngủ này là có ban công hướng ra phía bên ngoài nha mọi người. Và căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Bắc, tuy nhiên phía trước là có nhà chắn rồi cho nên là không bị nóng. Và ban công đây mọi người ạ. Đấy, cửa ban công thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đồng thời ban công này mọi người này. Đó, ban công là có lan can rất là đẹp, rất là thoáng nha mọi người. Căn phòng ngủ này thì rất là rộng và trên phòng ngủ này cũng được thiết kế là gạch lát nền kích thước 60-60 đồng bộ với lại màu sơn của cái căn phòng này. Ống chờ, dây chờ điều hòa được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ chi tiết, hệ thống điện cũng đầy đủ rồi ạ.
Đó, căn phòng rộng. Căn phòng này diện tích nó khoảng tầm 15-16 mét vuông nha mọi người. Và có nhà vệ sinh ở phía bên trong. Thì nhà vệ sinh ở đây, đây ạ, nhà vệ sinh là chủ đầu tư lắp đặt sẵn sàng bình nóng lạnh cho mình rồi. Đầy đủ hệ thống bồn cầu, hệ thống sen tắm và hệ thống lavabo. Đây quý khách hàng nhìn thấy không ạ, rất là rộng. Và cái màu ốp gạch ở trong đây rất là đẹp, tinh tế. Đồng thời thì cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và cửa thông phòng của ngôi nhà là toàn bộ cửa gỗ lim. Đây nha mọi người, đó. Ngoài review rất là chi tiết và chân thật vị trí của ngôi nhà thì phải nói luôn, vị trí căn nhà này nó quá xuất sắc mọi người ạ. Nó cách trục đường ô tô đi lại chỉ 10m, gần với tất cả những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh. Mời khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà xem cái tầng 3 này thiết kế như thế nào nhá. Thiết kế tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ, tương tự như tầng 2 và có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây mọi người nha. Nói chung với căn nhà này tầng 2, 3, 4 thiết kế như nhau, đều gồm một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh, đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Diện tích phòng ngủ thì tương tự tầng 2 nha mọi người. Đó, nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Và cửa thông phòng nói chung là tương tự nhau. Với căn nhà này thiết kế 3 phòng ngủ lớn, 4 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Vô cùng hợp lý với cái giá chào bán của khu vực này, cực kỳ là hợp lý nha mọi người. 3 tỷ 150 với căn nhà 5 tầng sử dụng quá là đầy đủ. Mời quý khách hàng theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Đây chính là tầng 4 của ngôi nhà nha mọi người. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, với căn nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ giống hệt nhau, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Đó. Thiết kế là 3 phòng ngủ rộng kèm với nhà vệ sinh ở phía bên trong. Các phòng ngủ đây đều được lắp đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi nha mọi người. Quan trọng là cái vị trí của ngôi nhà thôi ạ, bởi vì vị trí này nó quá là đẹp, nó gần với đường, nó chỉ cách có 10 mét thôi. Đây. Cách với lại mặt đường phố lụa chỉ có 10 mét thì căn nhà này gần như là siêu phẩm của khu vực rồi. Nhà vệ sinh tầng 4, cửa thông phòng của các phòng đây ạ. Và cuối cùng mời quý khách hàng lên ngắm tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà cùng em nhé. Bước lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy ở đây có ô thoáng ở trên phía tầng 5 để lấy toàn bộ sáng xuống khu vực cầu thang nha mọi người. Đó, và trên tầng 5 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau, gồm một phòng thờ và một sân phơi. Đây chính là cái khu vực phòng thờ của ngôi nhà, khá là rộng, rất là thoáng. Mọi người có thể nhìn xung quanh dùng Ngọc Ánh đây. Khu dân cư đông đúc. Đó. Hàng xóm thì vô cùng gần gũi và thân thiện. Với cái ngôi nhà này như thế thì là có 4 phòng riêng biệt nha quý vị. Phòng này thì quý khách hàng có thể làm phòng thờ, có thể sử dụng tùy theo mục đích của mọi người. Tuy nhiên Ngọc Ánh review rất là chân thật từ tầng 1 cho tới lên tầng 5. Từ cái vị trí cho đến cái giá bán của ngôi nhà đều thật là 100%. Với cái ngôi nhà này thì như Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ ban đầu, với cái việc trả góp vô cùng hợp lý, chỉ từ 1 tỷ cho tới 1 tỷ 200 triệu đồng tiền mặt, quý khách hàng đã có thể về ở ngay lập tức. Và cái lãi suất ngân hàng thì là vô cùng ưu đãi, vay tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm nha quý vị. Cái hình thức vay mua nhà nó là cái hình thức vay ngân hàng thấp nhất trong tất cả các hình thức cho vay rồi. Đó, và quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết về ngân hàng hoặc là bất kỳ vấn đề gì cần tư vấn về nhà thì vui lòng gọi điện cho em. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà đây. Hệ thống để máy giặt ở đây này. Ống thoát nước này. Sân phơi này vô cùng thoáng. Với căn nhà này thiết kế hợp lý, diện tích chỉ có 30 mét thôi nhưng mà tuy nhiên đầy đủ công năng, đáp ứng đầy đủ được những cái điều kiện của một ngôi nhà cần thiết nha mọi người. Vậy thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này hoặc là vị trí ngôi nhà khác, bên Ngọc Ánh còn căn giá thấp nhất là 1 tỷ 350 triệu đồng nha mọi người. Nhấn mạnh lại 1 tỷ 350 triệu đồng, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ thì còn chần chờ gì mà quý khách hàng không gọi điện cho em để đi xem nhà và được tư vấn. 0983 043 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.